Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác em họa mi dáng ngũ trường anh em nhá. Em này thì đấu xòe đuôi đếm nan luôn anh em ạ. Đấy, hot rất là cao cầu luôn anh em nhá. Đuôi lá vả, bóng bộ đẹp, dáng dấp ok anh em nhá. Đấy, bác nào mà bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Anh em nhìn chim hót rất là ok đúng không các bác? Em này thì thuần khoảng 95% rồi các bác. Bóng bộ đầu mặt đẹp nha các bác nhá. Đây anh em nhìn cái đầu mặt nó này. Đấy, đầu mặt rất là ok nhá, sắc nét các bác nhá. Họa nét luôn anh em ạ. Thời tiết ngoài em đây nó trời nó âm u tối quá anh em ạ. Còn này điện căng anh em nhá. Đây chân đây các bác ơi. Hót rất là cao cầu luôn anh em ạ. Đó. Dáng rất là cao cầu luôn anh em nhá. Thank you.
Anh em ơi, con chim này nó quay được 11 phút nhé, em xin phép dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhé.